đi tâm tâm mình đẳng hướng thượng, trái tim đó là cái tâm của mình là học Phật, học cái công thức của Phật, đó là vậy. Là và nó khác cái đánh giá một chút, thêm cái tim nữa một chút. Đánh giá đó là hồi xưa bên ông cha á, và tử tử hình mỗi người cho nó lẹ đó, và cắn một cái cây xuống đất, cắn hai tay vậy thôi, chứ là nó chỉ là dấu hiệu của người thế gian để mà hành hình những tù nhân. Ở hôm nay Chúa chọn đàn bà nghe dấu này lịch sự hơn là trái tim của mình, rồi mình đẳng hướng thượng, cái này dấu thật giống như hồng thập tự đỏ, cho nên khi ai làm á thì nó phải là bằng nhau, chứ cái này mà dài xuống một chút, nếu mà người Công giáo thích làm xuống dài một chút cũng không sao hết. Cái dấu này ở trên trời có hội đồng tư Phật, hội minh thánh, minh bồ tát, các chư thiên, chư thần, thiên văn bát bộ đều giáo hộ dấu này, cả ông Mohammed bên Hồi giáo nữa. Thì ai đeo dấu này á, là ở thời đại này á, là rất là màu nhiệm, được che chở qua hết tất cả bệnh tật và mọi thứ xui xẻo.